Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng 5 ngày một tuần, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vào lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và để bắt đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. Thanh thiếu niên Mexico vận chuyển fentanyl băng qua biên giới giữa Texas và Mexico. Các giáo sư ở California đã thu 43 triệu Mỹ kim nhờ cho thuê phòng thông qua hệ thống Airbnb năm 2021. Đảng viên Đảng Dân Chủ Mary Pertola đánh bại Sarah Palin trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Alaska. Cảnh sát New York nghỉ hưu bị 10 năm tù vì tham gia cuộc bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. 1.000 cư dân ở Los Angeles County được trợ giúp 1.000 một tháng trong 3 năm. Kính thưa quý vị, và sau đây là phần tin chi tiết. Thanh thiếu niên Mexico vận chuyển fentanyl băng qua biên giới Texas và Mexico. Các nhân viên quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ làm việc tại các cổng nhập cảnh ở El Paso đã tăng cường hoạt động để ngăn chặn hoạt động của các thành viên băng đảng buôn lậu ma túy trong suốt tuần, từ thứ Hai cho đến tuần cuối cùng của tháng 8 qua. Giám đốc CBP El Paso là Hector A. Mancha cho biết lực lượng quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đang phải đối phó với việc phân loại du khách hợp pháp và thành viên băng đảng buôn lậu ma túy. Vào ngày 26 tháng 8, nhân viên CBP làm việc tại cổng biên giới Paso del Norte đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi là một công dân Hoa Kỳ định tẩu tán gói fentanyl khi di chuyển trên đường làn đường dành riêng cho người đi bộ. Ngày hôm sau thì họ đã bắt quả tang một thiếu niên công dân Hoa Kỳ khác 14 tuổi giấu trong hai chiếc túi ở thắt lưng một gói chứa methamphetamine và fentanyl. Vài tiếng đồng hồ sau thì nhân viên CBP làm việc tại cổng biên giới Santa Teresa đã tìm thấy nhiều gói fentanyl giấu trong xe hơi của một công dân Mexico 36 tuổi. Tối cùng ngày, nhân viên CBP làm việc tại Paso del Norte lại chạm trán với một công dân Hoa Kỳ khác 42 tuổi tại làn đường dành cho người đi bộ và bà này tự nguyện lấy một bọc cao su đựng nửa pào thuốc lắc, methamphetamine, cocaine và fentanyl giấu trong âm đạo. Tất cả các nghi can đã bị bắt chờ ngày ra tòa, kính thưa quý vị. Các giáo sư ở California đã thu 43 triệu Mỹ kim nhờ cho thuê phòng thông qua hệ thống Airbnb vào năm 2021. Thưa quý vị, các nhà giáo dục ở California đã kiếm được hàng triệu Mỹ kim tiền cho thuê phòng thông qua Airbnb trong năm 2021, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác ở Hoa Kỳ. Hơn 15.000 người Mỹ tự nhận là nhà giáo dục đã niêm yết tài sản cho thuê phòng qua Airbnb vào năm 2021, kiếm được hơn 276 triệu Mỹ kim tại Hoa Kỳ. Riêng tại California, họ kiếm được khoảng 43 triệu Mỹ kim. Theo Hiệp hội Giáo sư ở Los Angeles, gần 30% giáo sư học khu Los Angeles đã làm công việc thứ hai để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt căn bản, và đây cũng là một trong các yếu tố chính khiến cho nhiều người trong số họ rời bỏ việc giảng dạy. Theo Bộ Giáo dục ở California, mức lương trung bình của giáo sư trường công lập trong năm 2019 cho đến năm 2020 là 84.531 Mỹ kim. California ghi nhận sự hồi hoạt động ngành du lịch vào năm 2021 sau một năm tê liệt vì đại dịch COVID-19. Kể từ năm rồi, tiểu bang California, đặc biệt là ở Los Angeles, có nhiều lý do bùng nổ hoạt động du lịch, gồm các sự kiện Super Bowl, LVI và giải MLB All-Star năm 2022. Tuy nhiên, dù vậy thì vẫn thỉnh thoảng vẫn xảy ra điều bất ổn. Tháng Giêng vừa qua, 4 người đã thiệt mạng và một người khác đã bị thương tại nhà cho thuê ở của Airbnb ở Inglewood trước buổi khai mạc của Super Bowl. Vào tháng 6, Airbnb đã cấm chủ nhân các ngôi nhà tổ chức tiệc tại các bất động sản cho thuê. 10 tiểu bang dẫn đầu số thu nhập của các nhà giáo dục nhờ cho du khách thuê nhà thông qua Airbnb vào năm 2021, cùng với California là 43 triệu Mỹ kim, kế đến là Florida, New York, Texas, Colorado, North Carolina, Washington, Oregon, Massachusetts và cuối cùng là South Carolina là 8 triệu Mỹ kim, thưa quý vị. Đảng viên Dân Chủ Mary Pertola đánh bại bà Sarah Palin trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Alaska.
Thưa quý vị, đảng viên Dân Chủ là bà Mary Pelota ngày thứ Tư đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt, trở thành người thổ dân Alaska đầu tiên được bầu vào Quốc hội của tiểu bang, sau khi đánh bại cựu thống đốc Alaska là bà Sarah Palin, thành viên của đảng Cộng Hòa. Bertola đứng thứ Tư trong số 48 ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ phi đảng phái vào tháng 6 và đã giành được chiến thắng trước bà Palin, cựu ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, với 51.47% phiếu bầu, trong khi phiếu bầu của bà Palin là 48.53%, kính thưa quý vị. Bertola là thành viên của nhóm thổ dân Yupik của Alaska, sẽ thay thế cho chiếc ghế bỏ trống của dân biểu Don Young, là đảng viên Cộng Hòa qua đời vào tháng 3 ở tuổi 88, sau 5 thập niên làm việc tại Quốc hội Alaska, thưa quý vị. Cảnh sát ở New York nghỉ hưu bị 10 năm tù vì tham gia vào cuộc bạo loạn ở trụ sở Quốc hội của Hoa Kỳ. Cựu cảnh sát viên New York, ông Thomas Webster, đã bị kết án 10 năm tù vì tham gia vào cuộc tấn công điện Capitol Hoa Kỳ và đã dùng cột cờ kim loại hành hung cảnh sát. Đây là bản án dài nhất từ trước cho đến nay dành cho các bị cáo bị truy tố vì tham gia vào vụ tấn công bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng ở điện Capitol. Ông Webster là một cựu chiến binh có thâm niên làm việc tại Sở Cảnh sát ở New York 20 năm. Bị cáo đầu tiên bị xét xử về tội hành hung và cũng là người đầu tiên tự bảo vệ tại phiên tòa. Tuy nhiên, thì bồi thẩm đoàn đã bác bỏ tuyên bố của ông Webster và nói ông là đã hành động để tự vệ khi chạm trán với nhân viên Sở Cảnh sát Metropolitan Noel Redbun đã giật lấy mặt nạ phòng độc của ông này ở bên ngoài điện Capitol. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Emmett Mehta đã bị kết án bị cáo là 56 tuổi, 10 năm tù cộng với 3 năm giám sát. Theo cáo trạng thì ông Thomas Webster mặc áo đỏ, cầm một chiếc cột kim loại có lúc hướng về chiếc máy ảnh của ký giả nhiếp ảnh. Trong khi đó thì Julian Carter, 33 tuổi, cư dân ở New Jersey, thì đã xịt hơi cay vào mặt của cảnh sát trong cuộc tấn công vào điện Capitol và một người đàn ông đã chết vào ngày hôm sau đã nhận tội hành hung. Carter sẽ xuất hiện tại tòa vào tháng 12, có nguy cơ bị kết án mức tối đa là 20 năm tù, với khoản tiền phạt có thể lên tới 250.000 Mỹ Kim theo thỏa thuận nhận tội. Viên chức cảnh sát Brian Sickness đã bị Carter phun thuốc vào mặt đã chết vì nguyên nhân tự nhiên sau nhiều lần bị đột quỵ vào ngày sau vụ tấn công. Ông Carter và Tanius không bị buộc tội liên quan đến cái chết của ông Sickness. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác thì 1.000 cư dân Los Angeles County đã được trợ giúp 1.000 đồng cho một tháng trong 3 năm. Los Angeles County chính thức bắt đầu chương trình thu nhập cơ bản và cho 1.000 cư dân mỗi người 1.000 đồng mỗi tháng trong 3 năm. Theo đài ABC7, các giới chức của Los Angeles County cho biết có hơn 180.000 người ghi danh và quận hạt đã chọn 1.000 người theo các sổ số. 1.000 cư dân của Los Angeles County sẽ nhận được thu nhập cơ bản là 1.000 đồng cho một tháng trong 3 năm. Và kính thưa quý vị, tiếp theo bản tin này thì giám sát viên Sheila Quay cho biết số người ghi danh nhiều như vậy cho thấy Los Angeles County cần có một chương trình thu nhập cơ bản để cho cư dân một chút chỗ thở, giúp cho họ ổn định được cuộc sống. Bà còn cho rằng chỉ trong 3 năm nữa thì chương trình này sẽ tạo ra nhiều chương trình tương tự khắp Hoa Kỳ, giúp đỡ cho nhiều người Mỹ hơn. Để được nhận thu nhập cơ bản này thì người ghi danh phải ít nhất là 18 tuổi, có thu nhập độc thân dưới 56.000 Mỹ Kim, hoặc là gia đình 4 người có thu nhập dưới 96.000 Mỹ Kim và từng bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng. Những người được chọn nhận tiền qua thẻ debit trong độ tuổi từ 18 cho đến 91, sống trong nhiều cộng đồng, nói các ngôn ngữ như là tiếng Armenia, tiếng Farsi, Hàn Quốc, tiếng Hoa phổ thông, tiếng Hoa Quảng Đông, Tây Ban Nha và Anh ngữ. Tổ chức Strength Based Community Change là nhà điều hành chương trình sẽ liên lạc với những người được chọn thường xuyên để giúp đỡ cho họ đạt được các mục tiêu tài chính trong 3 năm. Chương trình của Los Angeles County được dựa trên một chương trình tương tự của thành phố Stockton, Bắc California và chương trình đó được khen ngợi rất nhiều, thưa quý vị. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, mời quý vị quay trở lại. Mời quý vị theo dõi phần tin thế giới.